Và rau má đậu xanh uống ngon á, thì mình xuống lạnh, các bạn cho nó vào trong tủ lạnh á. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm rau má đậu xanh, một thức uống giải nhiệt rất là ngon và lại tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thì nguyên liệu các bạn cần là khoảng 80 g đậu xanh đã cà vỏ ha, và hai trái dừa. Cái trái dừa kia là hồi nãy người ta chặt nó bị phạm nên người ta cho nó vào bịch. Rồi lát nữa mình sẽ đổ tất cả nước dừa vào trong cái ca. Rau má thì các bạn rửa sạch rồi các bạn ngâm trong nước muối loãng ha. Những cái cọng nào mà nó bị vàng úa hay là bị sâu á thì các bạn bỏ đi. Ngâm rau má thì các bạn cũng đừng ngâm lâu quá, mình ngâm nó khoảng 17 đến 10 phút thôi là được rồi. Đậu xanh sau khi mà các bạn rửa sạch rồi thì các bạn bắt lên bếp và cho vào là khoảng nửa thìa cà phê muối. Hoặc là nếu mà các bạn có muối hột thì các bạn dùng muối hột cũng được. Rồi các bạn bắt bật lửa lên và chúng ta nấu cho đậu xanh chín ha. Rau má sau khi mà đã rửa sạch rồi thì các bạn vớt ra rổ để ráo cho mình. Đó. Cọng rau má nè, rất là sạch và rất là xanh. Có thể ăn được luôn bây giờ luôn đó các bạn. Rau má ăn sống thì nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Dừa thì mình chặt, mình cho nó vào ca như thế này. Rồi bây giờ để tiến hành là làm cái nước rau má đậu xanh thì mình phải xay rau má ha. Để xay rau má thì các bạn cho rau má vào cái máy xay sinh tố và mình đổ nước vào, nó khoảng 1 phần 2 cái chiều cao của rau ha. Rồi mình bật nút cho để máy xay. Các bạn xay thật là nhuyễn cái rau má này rồi mình cho vào rây để mình lấy cái phần nước. Rau má sau khi mà đã xay nhuyễn xong thì mình sẽ cho nó vào cái rây ha để mình lọc cái phần nước của nó. Các bạn dùng cái muỗng nè, đó các bạn ém ém nó xuống rồi các bạn cạo cạo nó để cho cái phần nước nó được chảy xuống hết ha. Rau má thì rây nó sẽ dễ hơn là mình rây bột đậu. Rồi bột đậu thì nó hơi khó một chút, còn rau má thì nó rất là dễ. Để mình lấy cái thau cho cái phần rau má đã, cái bã rau má này cho nó vào đây. Rồi đổ cái phần còn lại vào. Cái bã rau má nó có rất nhiều cái công dụng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Với cái bã rau má này các bạn có thể làm cái chất dưỡng ẩm tự nhiên dành cho da. Ví dụ như trên da bạn nào mà có những cái vết sẹo mà lâu ngày á, các bạn có thể dùng cái bã rau má này để làm mờ nó cũng được. Rồi rau má cũng có thể là trị mụn nữa các bạn. Nói chung là cái bã rau má này nó có rất nhiều cái công dụng hay. Rồi rau má sau khi mình chắc hết nước của nó ra rồi, trong bỏ trong một cái thau này các bạn. Bây giờ còn cái phần bã rau má này. Cái bã rau má này trong cái video này thì mình không có hướng dẫn các bạn làm được. Đó chính là làm cái chất để dưỡng da. Thì trong một cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Để mình mượn đứa em gái của mình nữa để hướng dẫn các bạn làm chất dưỡng da từ cái bã rau má này. Để làm thì cũng rất là dễ các bạn. Các bạn giã nát ra hoặc là các bạn xay giống như là mà bỏ vô máy xay sinh tố mình xay ha. Rồi mình đắp lên cái vùng da mà bị mụn trứng cá hay gì đó khoảng 30 phút. Mỗi ngày mình đắp một lần. Đó, sau khi đắp 30 phút rồi thì các bạn rửa sạch cái bã rau má đó đi thì nó sẽ giúp cho cái da của chúng ta nó rất là khỏe mạnh. Thì trong một cái video nào đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái dưỡng da bằng rau má ha. Tiếp theo để làm cái rau má đậu xanh này mình sẽ tiến hành là mình cho đậu, cho cái nước rau má đã lọc ra rồi vào cái máy xay sinh tố để mình xay chung với lại đậu xanh các bạn ha. Các bạn cho cái nước rau má vào khoảng 2 phần 3 hoặc là phân nửa cũng được cái máy xay sinh tố, rồi các bạn cho đậu xanh vào.
cho phân nửa cái lượng đậu xanh đã luộc ha. Rồi bây giờ mình chỉ việc là đậy nắp lại và mình bật cho máy nó xay. Nó xay đậu xanh nhuyễn nhừ ra. Cái đây là một cái nước uống giải nhiệt trong cơ thể rất là tốt mà lại ngon nữa, dễ làm. Rau má với lại đậu xanh sau khi xay thì các bạn hòa chung với lại cái ca nước dừa và có thể là cho thêm đường tùy sở thích uống ngọt của mọi người ha. Và rau má đậu xanh uống ngon á, thì mình xuống lạnh, các bạn cho nó vào trong tủ lạnh á. Rất là ngon các bạn, nó thơm, cái vị ngọt của nó rất là thanh, uống vào là thấy nó mát ruột luôn á. Đó các bạn có thấy cái nước rau má đậu xanh này dễ làm không? Rất là dễ làm. Để mình uống thêm miếng nữa. Tuyệt vời các bạn. Rau má đậu xanh này thì các nguyên liệu rất là rẻ, các bạn có thể dễ dàng mua và làm tại nhà uống thì nó cũng sạch sẽ, nó hợp vệ sinh. Uống thì lại rất là ngon. Ngoài rau má đậu xanh ra thì các bạn cũng có thể là nấu nước mát tại nhà uống cũng được. Trời nóng mà có một cái bình rau má đậu xanh trong nhà là tuyệt vời luôn. Ok, hy vọng hôm nay đã giới thiệu với các bạn một cái thức uống giải nhiệt, đó chính là rau má đậu xanh. Hy vọng các bạn sẽ thích cái thức uống này.